thăm quan trên biển ơi, quý vị và khán giả, ta chỉ còn có vài tiếng nữa sẽ qua một năm mới. Thăm quan sẽ gọi lại với cái bộ cả câu lạc bộ cà phê Hương Vinh làm ăn phát tài phát đạt, chống tài chống đạt chống bình an phát tài lên nữa. Xin kính mời quý vị hãy từ đất lên sân khấu nỗi lòng của con của mẹ. Sao con nguyện cha mẹ vẫn là của con. Xin cảm ơn. Vẫn là của